Zombie apocalypse. Vãi cả trưởng, chơi game thôi mà cũng bị chửi nên em ơi. Chả biết sống sao mới vừa lòng mấy thằng này nữa các bạn à. Ok, chửi đúng không? Rồi ok. Mấy niên nào mà chửi mình các bạn, mình game luôn anh em ơi. Châu này chơi game gặp cái Châu đi chứ. Chịu luôn ấy. Đi màu đỏ đúng không? Không phải chửi mình các bạn à, chửi fan mình đó anh em ơi. Chịu luôn ấy. À mình thấy rồi anh em ơi. Rồi, đang bắt lóc dí thanh niên màu trắng các bạn ạ. À. Ở dưới mình xả cung lên nha. À, mày rớt. À, vẫn bay lên. Rồi, chạy rồi. Chửi mà chạy anh em ơi. Hèn thế. Có lẽ mình không muốn chửi mấy thanh niên đâu các bạn ơi. Tự nhiên kiếm chuyện với mình hoài các bạn ạ. À. Không biết fan ai mà chửi Châu như thế này. Game gặp mấy hồi loại này riết chán lắm các bạn. À, nhảy xuống. Mày chửi con. Nó giống như chiếc lốp xe này hơi non. 2000 years later. Ui trời đất ơi, đông quá các bạn ơi. Ui vãi đông thế. Thôi chạy. Để ăn tí táo vàng rồi mình sẽ xuống quýnh lại nha các bạn. Không có táo vàng là chết á, tại vì mình đâu có sử dụng cái ngọc hồi máu đâu. Hút máu chứ, mình nói lộn. Mình sử dụng ngọc phá giáp các bạn ơi. Ui đi quýnh đâu vậy? Ui bro, chết rồi, kiểu này là chết rồi. Ui kinh đấy. Giường tôi chưa bị mất cho nên là tôi hồi sinh nha. Ok, để mua tí giáp vàng đủ đồ rồi mình sẽ qua solo lại nha các bạn. Đây rồi, hình như hồi nãy nè các bạn ơi. Tôi cầm kiếm kim cương quýnh cho nó có tí đam nha. Ủa cái gì vậy? Sao cái bộ này mà không gờ cu be ta? Ui trời như đó các bạn, lụm luôn. Đã he. Quá xá đã luôn rồi các bạn ơi. Cái bộ đó tôi không ngờ không gờ cu be luôn các bạn. Thì các bạn ơi, hiện tại là mình đang có 5000 chìa khóa các bạn à. Thì bây giờ mình sẽ tiêu tầm khoảng 3500 chìa khóa để mình quay cái kiếm ngọc nha các bạn. Hiện tại là ngọc của mình chưa có ngọc 4 nhiều các bạn ơi. Chủ yếu là ngọc 3 ngọc 2 thôi à. Để mình kiếm ngọc 4 mình lắp vô quýnh cho nó mạnh nha anh em ạ. Anh em có thể thấy vừa nãy tôi bị thanh niên Việt Nam giết các bạn. Khá là buồn luôn tại vì ngọc tôi cũng khá là yếu các bạn ơi. Thì cái nick này là cái nick của một bạn kêu tôi cài ranh giùm nha. Thì bạn này đang có 4000 mấy 5000 chìa khóa thì tôi. Và cái gì vậy? Tớ tính ra là mới quay có mấy cái luôn á. Ủa gì vậy? Hình như ngọc này bạn đó dư các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục hành trình kiếm ngọc 4 nha. Chủ yếu là tôi muốn ngọc 4 hơn em ơi, chứ ngọc 5 là tôi đầy rồi các bạn à. Nít bạn này quá giàu luôn. Mà nói thiệt á. Rồi, để kiếm những cái ngọc 4 coi. Thì mình chủ yếu là mình. Ủa là sao nữa vậy? Anh em có giống tôi không? Sao cứ quay mấy cái là ra được một cái ngọc 5 vậy anh em? Hay là do nhân phẩm tôi hên vậy? Anh em nào biết comment ở phía dưới tôi biết chứ nha. Tính ra nãy giờ được 2 ngọc 5 nữa các bạn ơi. Để coi pha này có được ngọc 5 nữa không nha. Được cái chắc tôi end clip luôn quá anh em ơi. Rồi ok. Phát tiếp theo. Ui ra 3 ngọc 3 luôn các bạn ơi. Ok phát cuối cùng nè. Ủa? Thôi, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu bạn thích hãy nhớ lại cho mình một like và đăng ký nha. Giỡn thôi. Chứ sao mà kết thúc video được nha. Mình nói là mình tiêu 3500 chìa khóa mà các bạn. Không thể nào mà kết thúc sớm như vậy được.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm ngọc 4 nha. Thử là tôi cần là ngọc 4 các bạn, chứ không phải là ngọc 5 nha. Chứ sao mà game nó cứ cho ngọc 5 qua vậy các bạn. Tôi nghĩ là phát cuối cùng này mà không ra ngọc 4 á, mà ra ngọc 5 á, là tôi end clip thiệt á. Đấy, dẹp. Giỡn thôi các bạn ơi, chứ sao mà mình kết thúc video được nhỉ. Thì đây là trận đấu cuối mùa ranh này rồi các bạn. Thì qua tuần sau mình nghĩ là sẽ reset ranh và bắt đầu một hành trình mới nha. Thì mùa ranh này anh em leo tới nhiêu rồi, nhiêu sao rồi? Comment ở phía dưới cho tôi biết chứ nha. Thì cái nick này tôi leo dùm bạn này được 360 mấy rồi các bạn ơi. Chủ yếu là leo chơi chơi cài chìa khóa cho bạn này thôi nha. Thì hiện tại bên tôi cũng đang có dịch vụ đó là nạp người của bé nha. Nếu bạn nào muốn nạp á thì liên hệ số Zalo mà tôi để ở phía dưới bình luận nha các bạn. Các bạn cứ nhập số Zalo theo đúng cái số mà mình để dưới bình luận thì chắc chắn là mình rồi. Thì có nhiều bạn nhắn tin anh ơi anh phải anh tao rết không, thì mình mình rep lại thì nó cũng mất thời gian đó các bạn. Thật ra là mình để dưới bình luận thì sẽ không bao giờ sai cái số điện thoại của mình được rồi nha. Nếu mình sai thì mình có thể là sửa lại trước rồi. Các bạn nhập thì các bạn cứ yên tâm. Thì tên của mình là Tuấn Anh nha các bạn, nhưng mà mình cứ thích để là Tâm vậy đó cho nó đẹp các bạn ơi. Rồi, thì bạn nào muốn nạp của bé thì cứ nhắn tin Zalo cho tôi nha. Tôi thường thường thì hoạt động vào giữa buổi trưa nha, đó là 12 giờ cho tới 1 giờ. Và buổi tối thì tôi sẽ bình luận tôi sẽ online từ lúc 8 giờ cho tới 12 giờ nha. Thì lâu lâu các bạn nhắn tin mà không thấy tôi rep thì các bạn hiểu là tôi đang học nha các bạn. Do tôi đang học cho nên là tôi không thể nào mà rep các bạn được nha. Với lại là các bạn nhắn nhiều quá cho nên là nhiều người nó bị trôi tin nhắn các bạn. Tôi không thấy tin nhắn của bạn cho nên là tôi không rep được nha. Các bạn thông cảm giúp mình cái việc này với nha. Rồi, ok, để mình bây giờ quay lại với trận đấu này luôn nha các bạn ơi. Đây màu xanh chưa mất bét này, để tôi phá cái bét cái. Rồi, ok. Ơ, anh điên này không chạy đi, đứng đây làm gì vậy? À, thì ra là mua block các bạn ơi. Ơ, nó chạy là chạy luôn rồi các bạn. Kiểu này làm biến dí quá các bạn ơi. Tôi có hút á, tôi làm biến uống lắm các bạn. Để ba mấy giây nó hồi, nó khá là lâu luôn. Mà nó cứ nhảy mà bay cao hoài, tôi khá là nhức cái đầu. Tôi chỉ sử dụng khi mà muốn kết thúc trận đấu nhanh thôi nha. Chứ mấy trận này thì cuối mùa rồi cho nên là tôi không thể nào mà chơi gắt với các bạn này được. Tôi nghĩ là tôi nên nhẹ nhàng lại với các bạn này hơn nữa. Ui, ba người luôn kìa. Mình tới với các bạn đây. Rồi, tới số các bạn ơi. Tới số các bạn này. Và thằng kia nữa. À, chạy rồi các bạn ơi. Bắn cung nè. Chạy nè. Rồi, rớt rồi. Chết luôn rồi các bạn. Ngon. Ok, như vậy là còn mấy ông nữa thôi là trận đấu kết thúc luôn rồi nha. Ê, té. Hên quá, có dù các bạn ơi. Hình như ông màu đỏ mới tự sát kìa. Ngon. Ôi, ông màu xanh cũng tự sát nữa kìa. Ngon. Tôi xém tự sát các bạn ơi. Hên quá các bạn à. Rồi, như vậy là còn một bạn tem màu vàng nữa nha. Để tôi kiếm bạn màu vàng tôi qua chào hỏi bạn đó luôn nha. Rồi kết thúc trận đấu này sớm luôn nha các bạn. Thì trận đấu này tầm mình nghĩ là 4 phút là xong nha các bạn ơi. Hiện tại là 3 phút 41 giây rồi. À, gặp tôi thì lại chạy. Sao lại chạy, tôi có làm gì đâu. Đã làm gì đâu. Sao lại chạy. Rồi rớt rồi. À, solo luôn, vô đây. Rồi, ok, như vậy là trận đấu này kết thúc rồi nha các bạn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian ra xem hết video này. Nếu các bạn thích, hãy nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha. Bye bye.